Xin chào các bạn, bây giờ đang là 11 rưỡi. Thầy trò tôi chuẩn bị chiều nay xuất phát vào trong thành phố Hồ Chí Minh để làm việc tối quan trọng cho tâm linh ở trong đó. Đáng lẽ tôi định hôm nay tôi không làm cái clip nào, để tối nay tôi sẽ up clip, hoặc là ngày mai tôi sẽ up clip ở cái tượng đài Trần Hưng Đạo. Nhưng có hai cái comment tôi rất là lưu tâm và tôi phải làm clip phúc đáp. Cái comment thứ nhất tôi không nhớ là của ai. Tôi chỉ nhớ bạn ấy comment 3 lần rằng hãy để cho Trần Hưng Đạo trấn giữ tâm linh của cả nước. Vì sự hiện diện của Đức Thánh Trần là ở khắp mọi nơi trên đất nước. Trước tiên thì tôi rất là cảm ơn cái sự quan tâm của bạn đối với tâm linh quốc gia. Nhưng tôi xin trả lời bạn nôm na thôi, chứ tôi không dám xoáy sâu vào, vì đôi khi nó cũng lộ thiên thì nó không hay. Về phần tâm linh ở phía Bắc, đã có một đội ngũ hùng hậu, các danh nhân văn hóa và các thánh thần ở trên thiên quản lý và thống trị cái phần tâm linh ở ngoài phía Bắc này. Sau khi tôi làm xong ở Trần Hưng Đạo ở phía Nam về, tôi sẽ lệnh cho toàn bộ thánh thần mà đợt trước tôi lệnh lên thiên, tôi sẽ lệnh xuống dưới để hỗ trợ trần gian vượt qua kiếp nạn. Đó là việc tôi sẽ làm. Thì cái lý do mà tôi để và hội đồng thiên chọn Trần Hưng Đạo trấn ở phía Nam, thứ nhất, đây là sự cân bằng đối trọng giữa hai miền. Thứ hai, nó là về một cái mặt tác chiến. Ví dụ, phía Bắc, tâm linh phía Bắc mà gặp nạn, gặp hạn, gặp sự xâm chiếm, thì đã có sự tương tác của Đức Thánh Trần ở phía Nam hỗ trợ phía Bắc. Quan trọng nhất của chúng ta là ở phía Bắc. Thì cái sự giám sát cũng như song hành của phía Nam với phía Bắc là điều tối quan trọng trong dụng quân. Các bạn có hiểu không ạ? Và bạn có hiểu không ạ? Đó là cái mục đích mà Hội đồng Thiên chọn Đức Thánh Trần chỉ trấn giữ ở phía trong đó. Còn lại tôi xin nhắc lại, sau khi xong việc của Đức Thánh Trần về, tôi sẽ lệnh cho toàn bộ thánh thần mà tôi đã đưa lên thiên từ năm ngoái, tôi sẽ cho xuống để trấn giữ âm phần và tâm linh quốc gia, hỗ trợ đất nước vượt qua đại hạn đại nạn. Các bạn hiểu chứ? Câu hỏi thứ hai, comment thứ hai là của bạn Ngô Tiên Sinh. Bạn hỏi rất kỹ tôi về cái hội Long Hoa hay Long Hoa hội gì đó. Thì tôi xin trả lời tất cả các bạn như thế này. Tôi không biết một tí gì về cái thông tin đấy cả, vì đó là thông tin của bên Phật. Tôi không thực sự với các bạn, tôi không biết một chút thông tin kiến thức nào về bên Phật. Tôi không biết thì tôi không dám trả lời. Và tôi cũng không quan tâm lắm, vì đó là cái không phải việc tôi cần làm và trọng trách của tôi giáng trần, cho nên tôi không quan tâm. Cho nên các bạn hỏi tôi về cái điều đó, tôi xin phép trả lời luôn là tôi không biết cái gì để trả lời. Thế còn lại cái chân lý cuộc sống mà tôi đưa ra và hay nói với các bạn, đó là của Khổng Tử. Chứ tôi không biết một chút gì về bên Phật cả. Ngay cả cái luật nhân quả, tôi chẳng biết nó hình thành từ đâu. Nhưng luật nhân quả ở đây thì tôi dựa vào cái chân lý ở trong cái đạo Khổng Tử, đó là gieo gió thì gặp bão. Và tôi lấy đó là phát triển ra, và tôi nghe nôm na cái từ luật nhân quả cho nên tôi áp dụng vào. Đây là tôi nói rất thật. Tất cả mọi thứ về mọi cái ý nghĩa trong cũng như các cái lời kinh của Phật, tôi không biết một tí nào luôn ạ. Không biết một tí nào. Và quan điểm của tôi đó là không phải trọng trách của tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm. Và cái sự xuất hiện của bạn Công Sĩ Nguyễn cũng như một số bạn khác đang giải thích cho các bạn về các vấn đề tâm linh nó theo cái xu hướng của bên Phật, thì đó là sự hỗ trợ và sự song hành của các bạn với tôi để cho đất nước phát triển tâm linh nó tròn vẹn và
nó đầy đủ. Tôi thì chỉ biết thánh mà thôi, chỉ biết mọi thứ của bên thánh mà thôi. Còn ở trên thiên tôi không thấy có cái hội long hoa nào cả, chỉ có hội vườn đào thôi, chứ tôi không biết hội long hoa. Cho nên cái này các bạn thông cảm, tôi biết gì, quan điểm của tôi, biết thì trả lời, không biết không trả lời. Vì trả lời theo cái kiểu, tôi không bao giờ có cái kiểu tỏ ra mình thông thái rồi. Tôi không bao giờ như thế, biết tôi trả lời, không biết tôi nói luôn. Chứ tôi không trả lời bừa để rồi tôi gánh nghiệp chết tôi. Vì tôi là người hành đạo mà tôi trả lời sai thì tôi chịu cái nghiệp gấp nghìn lần người thường. Cho nên biết thì tôi trả lời, không biết tôi không trả lời. Cho nên câu hỏi này cũng như của bạn là Ngô Thiên Sinh và một vài bạn khác, tôi xin lỗi các bạn là tôi không trả lời được vì tôi không có kiến thức ở bên đó. Các bạn hiểu chứ? Còn lại bạn Công Sĩ Nguyễn và các bạn khác, ví dụ Kim Thanh Đoan hay là anh Phạm Sơn Lâm, các bạn ấy sẽ trả lời thay cho tôi. Và đó chính là sự song hành, và đó chính là sự xuất hiện mang tính sắp đặt của Hội Đồng Thiên để cho các bạn ấy song hành cùng tôi, giúp phát triển tâm linh đất nước tròn trịa và thúc đẩy để Việt Nam trở thành tâm linh, trung tâm tâm linh của thế giới. Các bạn hiểu chứ? Còn bây giờ chúng ta chuẩn bị di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.